Bây giờ ta nói đến phần 2B của chapter 14. Phần này ta sẽ nói đến cái vận động, tức là cái não mà hôm trước mình học cảm giác nha. Cảm giác thì ở dưới nó đưa lên trên não, thì phải có những đường thần kinh để dẫn truyền từ dưới các bộ phận nhạy cảm ở da, ở tay chân rồi chẳng hạn, ở bao tử chẳng hạn, hay là ở các khớp chẳng hạn, nó truyền lên trên não, cho não biết. Thì những đường đó là những đường đi lên, là đường cảm giác. Bây giờ những đường vận động từ trên đi xuống, tức là thí dụ như mình muốn cử động cái tay mình giơ lên chẳng hạn, thì phải có xung động từ trên não nó truyền xuống, nó gọi là đường descending. Như vậy cái đường ascending là đường đi lên, đường descending là đường đi xuống, thì nó sẽ kêu điều khiển. Bây giờ ta nói cái việc mà điều khiển cái não, nó điều khiển cái cử động của các cái cơ skeletal muscle, thì nó là cái vùng mà não mà nó điều khiển đó, nó gọi là cái vùng này. Ở đây là cái luống, cái khe trung tâm. Thì cái luống hay giống như một cái luống cài, thì cái luống này á tức là một cái mô đất vậy, giống như mô đất vậy đó ha, thì gọi là cái luống gyrus. Thì cái này là pre-central, tức là cái trước tâm, thì nó lo về cái cử động, nó truyền tín hiệu xuống cho mình cử động. Nếu bị tổn thương chỗ này, ví dụ như bị stroke và đứt mình máu não chỗ này thì bị liệt cái này đó, thì là cái vùng này nè. Nếu bị đứt mình máu não mà nó vùng này chẳng hạn thì không bị liệt đó, thì vùng này nếu mà đứt là bị liệt nha. Thì nó có các cái thần kinh, hai cái hệ thống thần kinh là hệ thống neuron. Cái neuron thứ nhất á, là gọi là cái upper motor neuron, là nó đi từ cái vùng não này nè, truyền xuống đến tủy sống, đến cái sừng trước tủy sống. Sừng sau là sừng cảm giác, sừng trước là sừng vận động. Sừng trước tủy sống nó có tế bào vận động, sừng trước tủy sống là cái neuron ở phía dưới, nó gọi là lower motor neuron. Nó đi đến cái cơ, nó kích thích cơ, làm cơ cử động, cơ co lại và mình cử động. Như vậy thì cái hệ thống vận động đó thì nó nhằm mục đích là gì? Truyền tín hiệu xuống này giữ giữ cho mình có cái tư thế, mình khi mình đứng chẳng hạn, đứng thì mình đứng vững, mình đứng cân bằng đó, mình đứng cân bằng được. Cái chuyện mà đứng cân bằng là không phải là đơn giản nha, cũng phải có cơ này co, cơ kia duỗi như thế nào đó thì nó phù hợp, nó điều tiết rất là hay thì mình mới đứng cân bằng được ha. Rồi giúp mình cử động các chi, cử động thân mình, cử động đầu, cử động mắt, mình nhăn mặt nheo mày, hay là mình nói chuyện, thì đó là những cái hoạt động đó gọi là các cái cử động motor system. Thì nó cũng ngoài ra cái cử động đó là cử động chú ý, nó còn có cái phản xạ, phản xạ mà là những cử động mà mình không có cái conscious thought. Ví dụ như mình sờ phải vật nóng thì mình giật tay lại, thì đó cũng là cái vận động. Thì cái vận động nó có thể chia ra vận động là vận động tự ý và vận động không tự ý. Đó, vận động không tự ý, ví dụ mình nhận là tự ý là mình tự động tự ý mình bước đi phải không? Nhưng mà vận động tự ý, ví dụ như là mình ngồi ở đó, mình lo mình làm bài gì đó, nhưng chân mình cứ cái nhịp, mình không có ý thức. Đó là cái tự động không tự ý. Còn cái cử động, ví dụ như mình rê bàn phím, là mình rê bằng mình gõ bàn phím, hay là mình rê chuột chẳng hạn, đó là cái cử động voluntary tự ý. Đó là cử động conscious activated to achieve a specific goal. Thì có hai loại neuron là như ta đã nói đến đây. Three step to volume movement. Thì có ba giai đoạn để mà tạo ra một cái cơ động từ tự ý. Thứ nhất là giai đoạn đầu tiên của mỗi cái gì? Thứ nhất là mình khởi động, khởi đầu, initiation, thì nó bắt đầu ở cái vùng gọi là premotor area của cái vỏ não, và nó gây ra những kích thích cái motor neuron ở trên. Rồi những cái action của cái upper motor neuron đó nó mới tạo thành đường đi xuống, kích thích cái lower motor neuron. Đó. Rồi cái thứ ba là vỏ não nó sẽ tương tác với những cái nhân ở nhân đái và tiểu não trong cái việc mà nó
lập kế hoạch, nó phối hợp và nó thực thi những cử động. Cho nên nó là như vậy thì mình thấy là cái cử động nó có 3 step ha. Step là step khởi động thì nó ở premotor area. Premotor nó là cái vùng mà nó phía trước cái vùng vận động, mình nãy có nói cái vùng mà do cái luống giống như luống đất đó, thì phía trước nó đó mới gọi là premotor area. Thì cái vùng đó phải khởi động trước đã, rồi mới truyền tới cái upper motor, là cái vùng trước tâm, là cái luống đó, rồi sau đó nó mới truyền xuống, đi xuống tới lower motor neuron để nó gây cái cử động. Thì như vậy cũng chưa đủ, cần phải có cái bước thứ ba nữa là phải tương tương tác với lại cái vỏ não và cái tiểu não để mình giữ thăng bằng và mình làm cái hành động đó cho nó chính xác. Thì não mình điều khiển trên điều khiển vậy, nhưng mà cũng phải có não nó cũng phải phối hợp để nó điều chỉnh lại. Đó. Thì các cái vùng trên não thì nó gồm có vùng precentral gyrus, gyrus là cái luống đó, cái luống này nè, đây là cái khe trung tâm. Tại sao gọi là khe trung tâm? Khe trung tâm tại vì mình thấy là ở đây là sau này, ngày trước này, đây thì cái khe nằm ở giữa gọi là xe khe giữa, rồi khe giữa đúng hơn, cái vùng phía trước khe giữa gọi là precentral, precentral area gọi là precentral gyrus, thì nó lo về cử động, lưu ý. Còn cái premotor area là vùng này, còn prefrontal là vùng này. Đã. Precentral gyrus là nó là primary motor cortex, là nó là cái vùng vỏ não vận động cấp 1. Primary motor area 30% upper motor neuron là có, nó chiếm 30% upper motor neuron, còn một cái vùng khác là vùng premotor thì nó có 30% khác. Rest in somatic sensory, another in the rest in somatic sensory cortex. Đó. Thì như vậy là có cái vùng cảm giác nó cũng tham gia vô nữa. Cái chỗ này nó hơi phức tạp, cứ kệ nó đi. Bây giờ mình biết là có 30% ở chỗ này, 30% ở đây, 30% ở cảm giác. Premotor area đó. Và cái prefrontal area là nó liên hệ đến cái gì? Vùng tiền trán, nó gọi là vùng tiền trán, là nơi hình thành động cơ của cử động, nhìn thấy trước cử động sẽ xảy ra như thế nào. Ngoài ra nó còn là nơi điều hòa cảm xúc, thì mình nhớ ở điều hòa cảm xúc thì dễ hiểu rồi, còn mà cái hình thành động cơ thì cái từ đó khó hiểu. Hình thành động cơ là như thế nào, nhìn thấy trước cử động sẽ xảy ra như thế nào. Thì ví dụ như mình muốn đi thì mình cũng đã hình dung ra được là mình đi như thế nào trước rồi. Có nhiều khi mình không có một cái cử động gì đó mình chưa có từng làm qua thì mình rất là khó khăn, nhưng mà nếu mình từng làm qua thì nó lưu giữ đâu đây rồi, thì khi mình muốn làm cái hành động đó thì nhờ có thằng này nè, nó sẽ điều khiển, nó sẽ phát xung động thế nào đó để mà mình làm cho nó smooth, để cho nên mình làm lần sau thì nó smooth hơn lần trước. Thì cái vùng vận động đó thì nó cũng giống như vùng cảm giác, thì nó có những vùng nó liên hệ với vận động khác nhau, dường như là cái não như thế này, mình cắt cái hình này là mình cắt ngang ra vậy nè, ngang như này, nó ngang như này thì mình thấy như thế này. Thì mình thấy cái vùng mà nó để điều khiển cử động của lưỡi rất là nhiều. Điều khiển cử động của cái tay đây, thì cái ngón tay này nè, rất là tinh tế, cử động rất là tinh tế, là vì nó được điều khiển bởi nhiều cái vùng ở trên não chưa. Thì những cái vùng khác, cái vùng hầu chẳng hạn, vùng lưỡi, mặt, lip and jaw, eyelid and elbow, vân vân. Đó là cái gọi là topography of the primary cortex. Cái thể hiện những vùng não mà
điều khiển các cử động ở trên cái cơ thể. Rồi bây giờ mình ta nói về những cái đường dẫn truyền để mà gây ra các cử động của các cơ, gây ra cử động chuyển động, thì thấy là nó nằm ở đây. Hồi nãy hồi phần trước đó thì ta đã nói là phần sau này có cái bó thanh bó niêm gì đó, phải là phía sau đúng không? Bó thanh nằm ở giữa, bó niêm nằm kế bên đúng không? Thì bây giờ cái này là phía trước của cái tủy sống, thì ta có một số cái đường thì nó chia ra làm hai hai loại đường vận động đó, dẫn truyền vận động đi xuống dưới các cơ. Thì đường thứ nhất là đường direct direct pathway, thì đây đường ba bánh gây thì nó có đường là chỗ này là anterior cortical spinal và lateral, là đường phía chỗ này, hai đường nó là đường trực tiếp, nó còn gọi là đường tháp, hệ thống đường tháp. Tại sao như vậy, lát mình sẽ biết tháp là cái gì, lát mình sẽ biết. Thì cái đường tháp thì nó điều khiển các cái motion tone nha, motion tone, và nó điều khiển cái cử động mình nó tinh tế, cử động tinh tế. Đường tháp là đường chủ yếu, đường điều khiển cử động từ chủ yếu mà nó tinh tế ha, và nó lại cũng điều khiển cái motion tone. Còn mình sẽ học tới cái đường nữa là cái đường indirect, nó gọi là đường mài tháp, extrapyramidal system, thì các cử động nó ít cái tinh tế hơn. Cái đường mài tháp ví dụ như là mình ngồi trên ghế và mình nhịp nhịp cái chân đó là đường, cái cử động đó là do cái đường mài tháp tạo ra ha. Thì cái đường đường trực tiếp nên không, còn có đường là giỏ sống, cortical tức là cortex, cortex là vỏ não, spinal là xương sống, từ từ vỏ não tới xương sống gọi là đường giỏ sống, đường giỏ sống mà phía trước, đây là phía trước, còn đường giỏ sống ở phía bên là đường này. Hai đường này khác nhau thế nào đó mình sẽ biết. Hai đường này đều làm cái chuyện này hết, tức là cử động tinh tế và tone và trương lực cơ. Nhưng mà nó khác nhau như thế nào thì mình sẽ nói sau. Và cái đường gọi là cái đường indirect, tức là đường ngoài tháp, thì nó gồm có cái đường lên từ chân ba cái bốn cái đường, là đường supraspinal, đường đỏ nhân đỏ và tủy sống, đường nhân lưới và tủy sống reticulospinal, đường vestibulospinal tức là đường giữa nhân tiền đình và tủy sống, đường nối từ tectospinal tức là đường nối từ cái vùng trần trần của não, tecto là trần, là tủy sống thì gọi đường tectospinal. Thì những đường này nó sẽ làm cái gì khác nhau mình sẽ nói sau, mà đại khái nó tụ trung ở cái vùng phía trước này kế bên cái anterior cortical spinal. Giờ ta ôm lại xíu về cái nói về cái cuốn não, cuốn não nó gọi là brainstem, brainstem đấy ở cái vùng này. Thì cái não này, cái này là cái nguyên cái cầu não. À, cầu não thì trong trong khoảng trong nó có cái gọi là thalamus, đó là dùng này gọi là đồi thị. Đấy, bây giờ mình gọi đồi thị ở đây là cái tuyến yên. À, tuyến yên, tuyến yên là cũng rất là hay là khi mà nó mình đọc tới nội tiết mình sẽ biết. Rồi đây là cái cầu não, tức là cái cầu á, cầu nó nối từ trên xuống dưới, là giống như cái cầu vậy đó, đều là cầu não, là phone. À, rồi xuống dưới đây là medulla oblongata, medulla là phần hành tủy, nó giống như củ hành vậy đó, đây gọi là hành tủy. Medulla là tủy, medulla là tủy, medulla ở giữa đúng không, medulla oblongata là hành tủy. Oblong tức là kéo dài ra, medulla oblongata. Thì cái phần brainstem nó gồm có như vậy đó, thalamus nè, dùng cái là dùng cuốn não nè, dùng 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 này, dùng cái cuốn não nè, thì nó gồm có dùng cái pons nè, rồi cái medulla nè, còn dùng phía đây là dùng tủy sống rồi, còn dùng đây là dùng não rồi. Thì nó nói cái dùng này là dùng ngoài tháp, dùng tháp, tế bào tháp,
đường 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 tháp và đường ngoài tháp, thì sở dĩ vậy là vì ở cái vỏ não đó có cái dùng, ví dụ như chỗ này thế này thì nó có những tế bào tháp, pyramidal cells. Tế bào tháp là tế bào nó dẫn truyền những cái xung động, cái thân nó nằm đây nhưng mà dẫn cái sợi trục của nó dẫn đi xuống điều khiển ở dưới ha. Đây là cái thần kinh ở phía trên đó, neuron phía trên đó. Thì pyramidal cell thì nó có là cái nơi kích thích đầu tiên thì nó có cái prefrontal cortex và corticospinal spinal, tức là vỏ sống mình nói nãy rồi. Thì cái dùng mà nó phát từ đây mà đi đi xuống nó gọi là đường tháp, còn nó ở cái từ cái những nhân ra đi xuống gọi là đường ngoại tháp. Descending pathway thì đây đây là đường trực tiếp từ vỏ não đi xuống. Thì nó có hai đường là đường vỏ sống và đường vỏ bầu, coi như câu bú bà. Còn cái đường gián tiếp thì nó gồm có những đường như thế này, đường vestibular spinal, đường mình cũng mới vừa nói rồi, thì tất cả điều khiển cái cơ trơn nữa thôi. Nhưng mà cái thằng này thì nó đi trực tiếp xuống luôn, còn thằng này nó đi qua trung gian thì nhảy lung tung gì rồi cuối cùng nó mới đi xuống bị sống. Chính vì vậy mình gọi là đường đường gián tiếp, và đường này gọi là đường ngoại tháp, còn đường này gọi là đường tháp. Và những cái đường này đi với cái upper motor neuron và lower motor neuron, lower motor neuron nó lúc nào cũng nằm ở tủy sống, còn cái đường upper neuron có thể nằm đây, có thể nó nằm khác. Dòng nói cái đường trực tiếp, đường trực tiếp thì nó điều khiển cái gì, muscle tone và những cử động tinh tế, thì nó bắt đầu ở vỏ não nó đi xuống, đi qua cái vùng gọi là vỏ trong, rồi nó đi ngang qua tức là cái cerebral vesicle, rồi nó đi xuống cái gọi là hành tủy. Giờ nó đi xuống đây thì nó chia ra làm hai, tới đây thì nó chia ra làm hai, một đường thì nó chéo qua tại cái chỗ gọi là pyramidal decussation, tức là chỗ chéo pyramid, chỗ chéo chỗ này, thì nó đi vào đây rồi nó đi đến cơ. Đó, đến cơ, kích thích cơ. Thì cái đường mà nó chéo ở dưới đây đó nó gọi là đường lateral corticospinal, còn cái đường mà đi thẳng luôn nhưng mà tới đây thì nó cũng chéo, hoặc là nó chéo trên đây hoặc là xuống đây nó cũng chéo đến cái điều khiển cơ. Giờ thì nó có hai cái đường để điều khiển cử động tinh tế, thì nó có hai đường cử động tinh tế, thì nó có cái đường gọi là đường vỏ sống, nhưng mà vỏ sống chỉ làm là lateral, lateral là nó tiếp 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 dẫn đây thì nó gọi là lateral, còn nó đi xuống luôn phía trước này gọi là anterior. Thì có chia làm hai đường, thì tất cả đều là hai đường này đều là cử động tinh tế hết, nhưng mà cả hai đường này thì hoặc là nó giao thoa ở đây chéo ở đây hoặc là chéo này, cho nên những người nào bị liệt chỗ này, bị stroke nó làm tổn thương chỗ này thì họ sẽ không cử động được bên đối diện, ví dụ tổn thương bên bên phải thì sẽ bị liệt bên trái. Đó là cái đường direct pathway. Thì mình thấy là cái lower motor neuron nó nằm ở đây, còn cái upper motor neuron nó nằm ở trên, nó chứ upper motor neuron nằm lại dài đi dài xuống. Mình nói tiếp, nó trở lại cái corticospinal, tức là vỏ sống, đường vỏ sống. Đường vỏ sống thì như mình đã nói nãy giờ, thì có 75 đến 85 thì nó decussate, decussate tức là nó giao thoa và nó đi xuống ở cái phần phần bên này. Nó sẽ cung cấp tất cả các mức độ của cơ thể, tức là nó sẽ điều khiển tất cả các mức độ của cơ thể là đường vỏ sống mà bên. Còn cái đường này thì nó chỉ điều khiển những cái hoạt động ở cổ
và ở các chi trên thôi. Như vậy có hai đường này là hai đường cử động, hai đường tháp. Một đường tháp lateral thì nó cử động hết, còn cái đường tháp mà ở phía trước này đó thì nó cử động chỉ có cổ và dùng các chi trên thôi, tức tay hai tay thôi. Rồi bây giờ nói tới cái đường thứ hai trong cái đường mà trực tiếp, đó là đường corticobulbar. Corticobulbar thì nó dùng cái đường đó nó sẽ hoạt hóa cái đầu, nó sẽ điều khiển cái gì nè, cái upper motor neuron thì nó vào cái thần kinh sọ, cho nên cái corticobulbar này đó thì nó sẽ điều khiển, nó sẽ thông qua các cái thần kinh sọ, nó được gọi là cranial nerve nuclei. Vậy thì để cử cho mà điều khiển cử động của cơ thể mình thì có những cử động ở phần dưới của cơ thể và những cử động phần trên cơ thể, thì cử động phần trên cơ thể cái phần đầu rồi đó thì cái thằng này là phụ trách nè, và nó thụ hoạt động xuyên qua các thần kinh sọ. Ở dưới thì mình thấy là dưới tủy sống thì nó có thần kinh vận động xuyên trước tủy sống, nhưng mà trên đây thì nó có các nhân của các cái, nó tương đương, hai thằng tương đương nhau, ở dưới là vận động xuyên trước tủy sống, thì ở trên là các cái nhân của các cái thần kinh sọ. Ví dụ đây có thần nhân thần kinh số 5 là trigeminal motor nucleus nằm đây vùng chỗ này, dưới đây là nhân của thần kinh mặt thần kinh số 7, đây là nhân của thần kinh số 12 chẳng hạn, nhân thần kinh mơ hồ chẳng hạn. Thì từ ở trên vỏ não nó truyền xuống thì nó không đi xuống nữa, tại vì muốn điều khiển cái mặt thì nó chỉ điều khiển tới đây thôi, mắt mới gì nó phải đi xuống dưới tủy sống chi, xuống dưới đâu có làm gì được, xuống dưới tủy sống là khi nào nó điều khiển tay chân rồi chẳng hạn, còn nếu điều khiển dùng mặt thôi chứ chẳng hạn, muốn cho con mắt chớp chẳng hạn thì phải đi qua cái thần kinh khác vậy, phải không, chứ đâu 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 có phải đi xuống dưới tủy sống được, cho nên nó phải nhờ cái hệ thống gọi là cái corticobulbar. Thì nó control eye and tongue movement, cử động nhai, cử động biểu lộ sắc mặt, nhăn mặt, cười lên, cử động cái vòng khẩu, há họng ra, rồi cử động thanh quản để mình nói chuyện, mình ca hát. Rồi, ôn lại. Cortical spinal tract thì cử động ở dưới đầu, cử động thở, cử động tay chân đồ. Thì có lateral cortical cử động ở cổ, phân upper lower limb. Còn cái thằng này thì cử động ở cổ và thân, này thì cử động ở đầu, đó thì nó chia dùng đó. Cái thằng này chia ra hai dùng thế này, còn thằng này thì chia dùng đầu thôi đó, thì cái hình này để mình ôn lại mình nhớ đó, mình nhớ mình làm thi. Rồi giờ nói cái đường indirect pathway, tức là cái đường mà ngoại tháp đó, thì nó sẽ điều khiển những cái hoạt động của cơ mà có thể mình biết được và có thể mình cũng không biết, cử động tự động. Thì các cái thần kinh nó synapse ở trên não, vùng nào của đó có não á, vùng nào của não đó nó sẽ truyền xuống, thì nó không có truyền xuống luôn dưới mà nó truyền qua những cái nhân, cái nhân trên này ví dụ như nhân đỏ nha, red nucleus ở cái midbrain chẳng hạn, truyền qua cái chất đen này chẳng hạn, rồi từ đó nó mới truyền xuống nữa. Thì cái đường đó thì mình có thể mình có kể lên ba cái đường, là đường nhân đỏ và tủy sống, đường nhân tiền tiền đình và tủy sống, và đường nhân lưới và tủy sống. Thì mỗi đường nó có nhiệm vụ, ví dụ như cái đường nhân đỏ và tủy sống thì nó điều hòa những cái cử động chính xác của cơ ở cái vùng xa của cái chi, điều hòa cử động chính xác của cơ ở vùng xa chi. Hồi nãy mình nói cái hệ thống mà trực tiếp nó cũng điều khiển cử động tinh tế, cho nên có chuyện lộn với thằng này. Còn thằng này vestibular spinal thì nó điều khiển cái maintain upright posture, maintain giúp mình đứng trên nó vững.
Rồi, như vậy là mình chấm dứt cái phần này. Ở đây.